Thì cái này nó có 5 bài nha mọi người, mình cứ điều chỉnh cho mình xài thôi, bình thường á. Hay có đèn mệt mình khi mà mình treo á thì mình treo lên xích lên trên cao xíu nha, mình đừng treo ơi, mình đừng treo ở dưới, treo dưới là thường treo dưới cũng được, nhưng mà thường người ta đi ngang người ta sẽ lấy mắt của mình. Đây cái máy này có anten, mình kéo anten lên xong rồi mình phải kéo anten này ra nữa, thì mình đứng tầm khoảng 20 mét là mình có thể điều chỉnh được máy, mình không cần phải lại gần như vậy. Treo máy được tầm một tuần thì phân nó về được như vậy. Đây mọi người xem bên đây nữa này, bây giờ rồi nó trên á, nó khúc trên, nó tuốt trên á, mình giơ lên thì nó bị chá, mình không thấy được đâu. Đây, nhưng mà thì nhân thấy nó gà rồi mọi người ơi. Nhân quay để nhân quay cái cảnh rơi nó gà buổi tối buổi chiều nè mọi người xem ha. Tại vì hôm trước là có mua máy của anh, chưa có mua máy của anh Thuận á, là cái máy nó bị mất á, là dơi nó về rất là ít. Thì từ khi mà mua máy của anh Thuận đến giờ thì dơi nó về nó khá là nhiều rồi. Một ngày Nhân có thể hút, người ta gọi là xúc phân á, Nhân có thể xúc được tới là có thể là nửa dạ. Nếu mà chỗ dơi nào xúc một ngày nửa dạ, hơn nửa dạ là đạt lắm, đạt rồi. Thì cũng cảm ơn Thuận nhiều đã gửi cái máy cho em nha Thuận ơi. Thì nó ra đó mọi người. Mọi người thấy nó xa, nó lúc này là nó ra nhiều lắm rồi. Dơi thì nó ăn tầm khoảng một vòng vòng là từ khoảng một cây số đổ lại. Thì mình cái này là mình nuôi cũng khá là dễ thôi, mình chỉ có cực một cái là mình phải phơi nó, mình phơi nắng nó cho nó khô rồi xong mình đem vô mình xúc lại mình bán cho người ta. Thì cái này bỏ cái cây rồng rất là tốt. Ồ, nó gà khá là nhiều. Cái này không biết bao nhiêu con mà đếm luôn á. Lúc trước thì nó không ra được nhiều gì đâu, lúc trước nó ra rất là ít, lúc trước là dơ nhân về nó rất là ít, nhưng mà từ khi một tuần nay là mua máy của anh Thuận là dơ nó về khá là ok, rất là nhiều. Thường thì mình không có lại gần nha, tại vì mình không phải là mình sợ nó, nhưng mà lại gần là nó xà vô đầu mình, trúng đầu mình đau thôi. Mình ngồi xa xa và mình quay cho mọi người xem thì nó dài cũng khá là nhiều. Đó là bài rất là nhiều mọi người. Rồi thì bây giờ trời cũng tối rồi, thì để Nhân đi lại bật cái máy lên để nãy Nhân đi như thường tối Nhân mới vô, nhưng mà hôm nay là quên đem cái đèn này. Để Nhân đi lại bật cái máy xong mình vô thì cũng cuối video xin chúc mọi người thì có ai có làm chuồng dơi giống như Nhân á thì mua máy của ủng hộ anh Thuận nha, để dơi nó về nhiều. Thì cuối video thì em cũng xin cảm ơn anh Thuận nhiều nha, anh Thuận gửi cái máy cho em xài thì khá là ok anh Thuận ơi. Để khi nào mà ai có cắt chuồng dơi á thì em sẽ giới thiệu, em chỉ mấy cô mấy chú rồi á mua máy của anh Thuận nha. Thì ở trên này nó khá là tối, Nhân quay không rõ. Đó, ở đây nó gần nó rõ hơn nè. Rồi Nhân sẽ bật cái máy, Nhân bắt con gắn kia trên kia xuống, Nhân đi vô nhận nước lên, nhận để dưới góc này không à, hoặc là để trên này cũng được. Đây là để sát này.
Em để đây nó sáng đêm cũng được, nhưng mà thường là nhân để là tới lúc trước thì nhân để tới sáng, nhưng mà bây giờ thì nhân để tầm khoảng 7-8 giờ tối là khoảng hình như là lúc trước 3, tối là 3 đi lấy, là 10 giờ là 3 sẽ lấy nó vô. Đây, thì mọi người nghe cũng khá là rõ ha. Nhân đứng ở đây nhân cũng nghe khá là rõ, nhưng đi vô khúc ở trong gần nhà nó vẫn là kêu, vẫn gõ bình thường. Đó, giờ nó ra nó đi ăn hết đó mọi người. Rồi cuối video em xin cảm ơn Thuận nhiều nha. Cảm ơn Thuận ở cái máy cho em, rồi giúp em gia đình em có thu nhập thôi. Rồi mọi người có mua máy ủng hộ thì lên YouTube mình kiếm kênh Săn Bẫy của anh Thuận nha. Nhớ mua máy ủng hộ anh Thuận nha. Rồi cuối em xin chào tạm biệt. Cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn Thuận nhiều nha.